Chào quý vị và các bạn, sáng và trưa nay, thời tiết Bắc Bộ vẫn khá là oi nóng. Trời nắng nhiều, một số nơi như Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh có nắng nóng với mức nhiệt 35 độ. Trong khi đó, ở một số nơi thuộc vùng núi cũng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Dự báo từ chiều nay đến ngày mai 30 tháng 7, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30 cho đến 70mm, có nơi trên 90mm. Khu vực đồng bằng và ven biển từ chiều tối nay đến ngày 31 tháng 7, lượng mưa từ 20 cho đến 40mm trên 24 giờ, có nơi trên 60mm. Mưa xuống sau nhiều ngày oi nóng, rất dễ kèm theo sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp. Do đó, người dân các khu vực này cần chú ý đề phòng. Dự báo mưa lớn trên khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 1 tháng 8. Với thủ đô Hà Nội hôm nay, lượng mưa cũng nhiều hơn so với những ngày trước đó. Trời vẫn có nắng nhưng cũng không gắt, độ ẩm tăng trên 70% nên cảm giác rất oi bức. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay là 35 độ. Dự báo phải từ đêm muộn trở đi, khả năng sẽ có mưa xuất hiện, nhiệt độ thấp nhất 28 độ. Ở miền Trung hôm nay, nắng nóng cũng suy giảm dần, chỉ xảy ra cục bộ ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Ngãi, với nhiệt độ cao nhất từ 35 cho đến 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 55 cho đến 70%, các nơi khác nhiệt độ từ 32 cho đến 35 độ. Là thành phố nằm giáp biển nên hôm nay ở thành phố Đà Nẵng, nắng cũng không quá gắt như những ngày trước đó. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Đà Nẵng là 35 độ. Dự báo khoảng chiều tối có khả năng mưa rào và dông cục bộ xảy ra trên thành phố nên trời chuyển mát mẻ trở lại với mức nhiệt là 28 độ. Với thành phố Hồ Chí Minh, từ sáng đến trưa là khoảng thời gian trời có nắng gián đoạn. Nhiệt độ ban trưa ở mức 34 độ. Từ sau 15 giờ, trời chuyển nhiều mây hơn. Và đến khoảng chiều tối, những cơn mưa rào sẽ xuất hiện làm thời tiết dịu mát hẳn, với nhiệt độ hạ về 27 độ.